Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Trung Quốc triển khai ứng phó khẩn cấp với cấp độ phòng chống lũ lụt cấp 4 cho 8 tỉnh phía Bắc. Theo Tân Hoa Xã ngày hôm nay cho biết, Bộ Tài nguyên nước đã phát động ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt cấp 4 cho 8 tỉnh bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Sơn Đông, Hà Nam và Thiểm Tây vào lúc 12 giờ ngày hôm nay. Theo báo cáo lũ lụt do Bộ Tài nguyên nước đưa tin, từ ngày hôm nay đến hết tuần tới, lượng mưa lớn sẽ xảy ra tại 8 tỉnh gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây, sông Yongding, Bê San, sông Luân, dòng chính và phụ lưu sông Phan Hê, ở trung lưu vực sông Hoàng Hà, sông Hoàng Phủ, sông Khuê, sông U Đê, sông Thuê, sông Khi Su, hạ lưu sông Gia Quen ở lưu vực sông Hoài Hà, sông Hiểu Khánh, Sơn Đông ở lưu vực sông Hoài Hà. Các con sông sẽ có một quá trình ngập lụt đáng kể và một số sông trong khu vực mưa bão có thể bị ngập lụt quá mức. Bộ Tài nguyên nước đã ban hành thông báo yêu cầu các cục quản lý nước khu vực liên quan và Ủy ban bảo tồn nước sông Hoàng Hà, Hoài Hà và Hải Hà của Bộ Tài nguyên nước chú ý theo dõi những thay đổi về lượng mưa và điều kiện nước, tăng cường giám sát và dự báo, tham vấn, phân tích, trực ban, tập trung các hồ chứa, kiểm tra các công trình hồ đập đang thi công an toàn lũ lụt sông vừa và nhỏ và công tác phòng chống thiên tai lũ lụt vùng núi đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Trung tâm thông tin của Bộ Thủy lợi đã đưa ra cảnh báo lũ lụt màu xanh lam để nhắc nhở các khu vực liên quan và công chúng đề phòng. Lũ trên mức báo động trên nhiều sông xảy ra, các địa phương ban ngành chủ động ứng phó, phòng chống lũ lụt bước vào giai đoạn quan trọng. Hãy dốc toàn lực để bảo vệ Alan, Trung Quốc tươi đẹp. Từ đầu năm đến nay, lượng mưa ở Trung Quốc nói chung là cao, lũ lụt trên các sông lớn, sông vừa và nhỏ thường xuyên xảy ra. Hiện đang bước vào đợt lũ 7 lên 8 xuống, tức là nửa cuối tháng 7 đến nửa đầu tháng 8. Phòng chống lũ quan trọng, tình hình lũ lụt sẽ diễn biến như thế nào? Các biện pháp đối phó là gì? Trách nhiệm được thực hiện như thế nào? Thiết bị theo dõi và báo cáo mưa được lắp đặt tại mỗi làng và các hồ chứa lớn để báo cáo thông tin theo thời gian thực. Khi lượng mưa lớn xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng truyền thông tin đến các nhóm bản và những người dân chính trong làng càng sớm càng tốt. Thị trấn Yakueling, quận Yiling, thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc, ông Li Mosing, tỉnh trưởng Hồ Bắc cho biết, trong nhóm làm việc, tình hình mưa lũ được cập nhật liên tục. Có 8 con sông và 35 khu vực nguy hiểm của thiên tai lũ lụt. Li Mosing nắm rõ các khu vực quan trọng của việc kiểm soát lũ lụt. Vào mùa lũ chính, chúng tôi phải tăng cường kiểm tra. Từ đầu mùa lũ, lũ trên các sông lớn, sông vừa và nhỏ thường xuyên xảy ra, hạn hán xuất hiện ở một số khu vực phía Nam. Hiện cả nước đang bước vào mùa lũ chính vụ. Tình hình lũ lụt hiện nay có 4 đặc điểm: lũ cực đoan cao, lũ lụt thường xuyên trong lưu vực, hàm lượng nước trong đất tăng lên trong lưu vực và thường xuyên xảy ra lũ lụt ở các sông vừa và nhỏ và các trận lốc xoáy trên núi. Cục Phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán thuộc Bộ Thủy lợi cho biết, theo số liệu của Bộ Thủy lợi, kể từ đầu mùa lũ năm nay, 538 con sông ở 27 tỉnh đã xảy ra lũ vượt mức cảnh báo, cao hơn 50% so với trung bình cùng kỳ từ năm 1998. Trong đó có 10 trận lũ trên các sông lớn trên cả nước được ghi nhận nhiều nhất so với cùng kỳ vào năm 1998. Lượng mưa nhiều trong giai đoạn đầu dẫn đến hàm lượng nước trong đất bão hòa ở một số khu vực, mực nước sông và hồ chứa cao. Một khi quá trình mưa lớn lại gặp phải khả năng xảy ra thiên tai lũ lụt tăng lên đáng kể, Wang Jiangli cho hay, vừa làm tốt công tác phòng chống lũ lụt, diễn biến hạn hán cũng rất đáng được quan tâm. Từ tháng 4 đến tháng 6, hạn hán ở khu vực Hoàng Hoài Hải và Tây Bắc xuất hiện và phát triển nhanh chóng. Từ cuối tháng 6 đã có nhiều quá trình mưa quy mô lớn ở khu vực phía Bắc và hạn hán đã thuyên giảm ở một số khu vực. Hạn hán sẽ xuất hiện ở một số nơi ở phía Nam. Yang Wang, Giám đốc Phòng Cứu trợ Hạn hán thuộc Cục Phòng chống thiên tai và hạn hán và lũ lụt Bộ Tài nguyên nước cho biết, 7 xuống 8 lên là thời kỳ tập trung bùng phát thiên tai lũ lụt và công tác phòng chống lũ lụt đã bước vào giai đoạn quan trọng. Trong thời kỳ 7 giảm và 8 tăng bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của gió mùa Đông Á, mùa hè và tiến lên phía Bắc theo mùa. Vành đai mưa chính thường đẩy về phía Bắc theo hướng Bắc
hai nước của bão rất có khả năng hình thành mưa lớn liên tục khi gặp không khí lạnh từ vành đai phía Tây và di chuyển xuống phía Nam. Liu Jiyu, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin của Bộ Tài nguyên nước cho rằng 7 giảm và 8 tăng cũng là một hoạt động thời kỳ bão rất dễ xảy ra mưa bão. Từ quan điểm phân bố điều kiện lũ lụt trong thời kỳ 7 xuống và 8 lên, lũ lớn có thể xảy ra ở lưu vực sông Tùng Hoa, lưu vực sông Hoài, Yishushi ở lưu vực sông Hoài, các con sông ở bán đảo Sơn Đông và sông Dawen, một nhánh của sông Hoàng Hà. Lũ lụt trên báo động có thể xảy ra ở lưu vực sông Dương Tử, sông Hàn và sông Chu, các nhánh của sông Dương Tử và sông Lan Cang ở Vân Nam và có thể xảy ra mưa lũ lớn trong khu vực xảy ra ở lưu vực sông Châu Giang, lưu vực sông Hải Hà, sông Luân và Hồ Thái Hồ. Từ quan điểm phát triển hạn hán, các giai đoạn hạn hán có thể xảy ra ở Nam Giang Nam, Bắc Nam Trung Quốc, hầu hết các vùng Tây Bắc, Đông Bắc Tây Nam, Tân Cương và những nơi khác. Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm, diễn tập và phương án, biện pháp phòng chống lũ, chạy trước lũ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Lưu lượng của trạm liên thông trên sông Weihe là 3.210 m3 trên giây vào lúc 19 giờ, bắt đầu ứng phó khẩn cấp và sơ tán nhân viên. Mưa ngày càng lớn hơn, sông Jinghe vượt quá mức cảnh báo lũ và sông Weihe xuất hiện trận lũ lớn thứ 2 năm 2022. Tham khảo ý kiến và đưa ra cảnh báo sớm và bắt đầu phản ứng khẩn cấp cấp độ 4 Bộ Tài nguyên nước, Ủy ban Kiểm soát nước sông Hoàng Hà và Sở Tài nguyên nước tỉnh Thiểm Tây đã cử một nhóm công tác tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và hướng dẫn kỹ thuật đối với các hồ chứa vừa và nhỏ, kiểm tra các đập và hồ chứa Jinghe, Đông Quang đang được xây dựng, cần phải chuẩn bị các nhiệm vụ khác nhau một cách chặt chẽ và chi tiết càng sớm càng tốt. Wang Yangli giới thiệu gắn chặt các liên kết của đo lường, báo cáo, phòng ngừa, kháng cự và cứu hộ đan xe lẫn nhau và cố gắng hết sức để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai lũ lụt. Trước tiên, hãy tuân thủ từ trước và thực hiện các biện pháp chính xác hơn để cải thiện độ chính xác của dự báo. Nói một cách dễ hiểu, quá trình ngập lụt là sự biến đổi của nước trên trời thành nước dưới sông, bao gồm 4 giai đoạn, lượng mưa, dòng chảy, hợp lưu và diễn biến. Chúng tôi cải tiến công nghệ dự báo thủy văn theo đặc điểm của mỗi giai đoạn để cải thiện độ chính xác của dự đoán mức độ và kéo dài thời gian dự báo, Liu Jiyu cho biết. Cảnh báo sớm kịp thời là một phần quan trọng của kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Thông tin cảnh báo sớm là cơ sở quan trọng cho việc lập kế hoạch hồ chứa, kiểm tra và điều chuyển nhân sự tiếp theo. Wang Zhangli cho biết, Bộ Thủy lợi đưa ra cảnh báo sớm thông qua nền tảng cảnh báo và giám sát thiên tai, lũ lụt trên núi, tin nhắn văn bản trên điện thoại di động và các dịch vụ khác kênh, bao gồm nhiều người và có trách nhiệm kiểm soát lũ lụt ở tất cả các cấp. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy lợi các cấp đã ban hành tổng cộng 2.142 cảnh báo lũ và gửi gần 1,2 tỷ tin nhắn cảnh báo thiên tai lũ quét đến các cấp có liên quan, những người có trách nhiệm kiểm soát lũ lụt và công chúng. Ngoài ra, để đối phó với các vấn đề như sự thay đổi của điều kiện sông ngòi và dữ liệu không hoàn hảo, năm nay bộ phận lưu trữ nước tập trung vào quá trình lập kế hoạch và diễn biến lũ của các kênh, sông, đê, hồ chứa và các khu vực chứa và ngăn lũ, đồng thời thực hiện hoạt động diễn tập mô phỏng để hướng dẫn các khu vực liên quan cập nhật phương án phòng chống lũ lụt, bố trí lực lượng ứng cứu khẩn cấp, làm tốt công tác vận động tổ chức ứng cứu trước. Nhiều biện pháp phòng chống lũ lụt mấu chốt nằm ở con người, chuỗi kỹ thuật lồng vào nhau, không thể tách rời, chuỗi trách nhiệm nghiêm ngặt và cụ thể. Nằm ở phía bắc lưu vực sông Hải Hà, lượng mưa tập trung thượng nguồn trong thời gian ngắn và dòng chảy xiết. Lũ có đặc điểm lũ cao, lượng lũ tập trung địa hình núi dốc, rất khó để ngăn chặn. Theo đặc điểm của lũ trên lưu vực sông, chúng tôi đã tăng cường trách nhiệm triển khai 3.414 người chịu trách nhiệm phòng chống lũ bão ở các hồ chứa, sông ngòi, các bản vùng lũ miền núi, các khu vực chứa lũ, thành lập 11 cán bộ chuyên môn về thủy lợi, đội cứu hộ và 120 người và dự trữ 87 loại vật tư kiểm soát lũ lụt cấp thành phố trị giá 11,358 triệu nhân dân tệ. Wen Shuye, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin thuộc Văn phòng Cục Quản lý nước thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc cho biết, trước mùa mưa lũ, Bộ Thủy lợi đã công bố danh sách những người chịu trách nhiệm về an toàn của 719 hồ chứa đập lớn trên cả nước. Ngoài ra, trước vấn đề nhiều dịch bệnh và quản lý yếu kém của các hồ chứa nhỏ, Bộ Thủy lợi yêu cầu tất cả các địa phương thực hiện 3 người chịu trách nhiệm về quản lý, kỹ thuật và kiểm tra các hồ chứa nhỏ để chống lũ, đồng thời tiến hành ngẫu nhiên kiểm tra 100 hồ chứa nhỏ mỗi ngày trong mùa lũ. Wang Zhangli cho biết cần phải phân minh và thực hiện trách nhiệm quốc phòng theo quy định của pháp luật.
trên mọi phương diện, vị trí, người có trách nhiệm kiên quyết chịu trách nhiệm bảo vệ đất nước. Từ tháng 3 năm 2022, Bộ Tài nguyên nước sẽ triển khai một chiến dịch kiểm soát lũ lụt và thực thi an ninh đặc biệt, đồng thời cùng với những người có trách nhiệm liên quan xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, cản trở dòng chảy của lũ sông và ảnh hưởng đến sự an toàn của các dự án kiểm soát lũ lụt như hồ chứa và đập. Tính đến cuối tháng 5, tổng số 4.146 manh mối của vấn đề đã được cơ quan thực thi pháp luật đặc biệt thu thập và 405 trường hợp đã được đăng ký chính thức. Theo Tân Hoa Xã, ngày hôm qua cho biết, Bộ Điện lực và Nguồn nước đã đưa ra một báo cáo về lũ lụt để đối phó với tình hình mưa lớn và lũ lụt ở khu vực phía Bắc. 5 nhóm công tác đã được điều động đến Hà Bắc, Thiên Tân, Sơn Tây và Thiểm Tây để hướng dẫn phòng chống mưa lớn và lũ lụt. Theo dự báo, trong những ngày tới sẽ có mưa to đến rất to và mưa rất to cục bộ ở một khu vực Đông Bắc Tây Bắc Trung Quốc, các khu vực Trung và Nam Hoa Bắc, khu vực Bắc sông Hoàng Hải và các phụ lưu của sông Heng He, một số phụ lưu giữa San San và Thiểm Tây, hạ lưu sông Dawen, sông Yongqing ở lưu vực sông Hoài Hà và sông Hun He ở lưu vực sông Liao. Và sông Tùng Hoa thứ hai sẽ trải qua quá trình lũ lụt và một số sông ở khu vực mưa có thể bị ngập lụt lớn. Bộ Thủy lợi cùng ngày tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về công tác phòng chống lụt bão nhằm phân tích nhận định tình hình mưa, nước lũ, khu vực Bắc Bộ, đồng thời yêu cầu tăng cường quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm, tăng cường công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Các hồ chứa vừa và nhỏ, hồ chứa có nguy hiểm và kiểm tra đập dâng, phòng chống có hiệu quả lũ sông vừa và nhỏ, lũ quét sạt lở đất, sạt lở núi, làm tốt công tác kiểm tra bảo vệ tuyến trung tuyến của dự án chuyển dòng nước Nam Bắc và các sông vượt sông sang đập, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và an toàn của các công trình quan trọng. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.